Ở đâu mua bò anh? Hả? Ok. Rồi. Kiếm bò gì? Cắt mỏ cài. Dạ con nè. Con đó hôm 8:30 vậy anh? 26 hôm 7:30. Hai con này 26:30. Con đó 29 anh. Ban lại giá luôn. Dạ dạ. Ba con giá luôn. Nãy giao xe bò về hai chỗ á. Ba con Dũng Liêm, ba con cầu mới.